Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân hợp tác cùng chuyên gia trang điểm đình đám Hollywood khiến fan sắc đẹp thích thú. Không chỉ khiến công chúng tự hào khi hai tiếng Việt Nam ghi dấu ấn trên đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe, Khánh Vân còn khiến người hâm mộ thích thú trước những hoạt động ý nghĩa vui nhộn tại đất nước cờ hoa. Đây chính là cơ hội để người đẹp gặp gỡ và hợp tác với Hung Van Go, chuyên gia trang điểm nổi tiếng của Hollywood. Họ đã bắt tay tạo ra một món quà ý nghĩa dành cho những fan sắc đẹp Việt Nam. Người hâm mộ vô cùng thích thú trước sự hợp tác của một người là tay cọ nổi tiếng, một bên là top 21 Miss Universe. Nếu là một người hâm mộ của nền thời trang nước nhà thì hẳn cái tên Hung Van Go đã không còn quá xa lạ. Chuyên gia trang điểm gốc Việt này chính là phù thủy phía sau góp phần tạo nên vẻ ngoài lung linh của nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood như Selena Gomez, Katy Perry. Đặc biệt trong lần hợp tác này, Hung Van Go và Hoa hậu Khánh Vân đã ghi lại toàn bộ quá trình hòa mặt cho người đẹp. Đây là lần đầu tiên chuyên gia trang điểm làm video make up cho người Việt và hoàn toàn nói tiếng Việt. Anh hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám của làng giải trí. Hung Van Go cũng đã làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam. Đoạn video là món quà của anh muốn tặng đến khán giả nước nhà. Chuyên gia trang điểm cũng rất cố gắng nói tiếng Việt và giao lưu cùng hội mê đẹp Việt Nam. Không chỉ trổ tài hòa mặt, Hung Van Go còn lồng ghép chia sẻ đến người xem cách chăm sóc da đúng cách, giữ cho làn da luôn trẻ khỏe và giảm thiểu dấu hiệu lão hóa. Họ thường dùng nhiều mỹ phẩm hơn mức cần thiết lên mặt, sau đó lại tán phấn không đều. Hãy nhớ nguyên tắc càng ít lại càng hiệu quả, chuyên gia gốc Việt nhắn nhủ. Khánh Vân lột xác sau khi được nam chuyên gia tô vẽ. Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh phong cách trang điểm khác biệt với vẻ ngoài thường thấy của nàng hoa hậu. Hung Van Go chia sẻ, đây là phong cách được yêu chuộng ở Mỹ. Người Mỹ thích đôi mắt xếch, còn Việt Nam lại thích đôi mắt bồ câu to tròn. Hùng biết phong cách này khác với ở Việt Nam, mỗi người có một kiểu làm khác nhau. Tuy nhiên nhân dịp Vân đến đây, Hùng muốn làm một món quà tặng cho khán giả Việt Nam, hy vọng các bạn sẽ thích. Nam chuyên gia trang điểm bộc bạch. Trong quá trình công tác tại Mỹ, Hoa hậu Khánh Vân hợp tác với các chuyên gia nước ngoài nổi tiếng. Hầu như họ đều chọn lối make up mắt xếch, sắc lẹm cùng màu môi nổi bật. Hung Van Go sinh ra tại thành phố Đà Nẵng. Anh sống làm việc chủ yếu ở thành phố New York City, bang New York, Hoa Kỳ. Chuyên gia trang điểm Hung Van Go từng được tạp chí Cosmopolitan vinh danh là một trong 14 chuyên gia trang điểm hàng đầu. Anh còn lọt mắt xanh các thương hiệu thời trang và tạp chí đình đám như Elle, Vogue, W. Selena Gomez là nàng thơ gắn bó nhiều năm cùng nam chuyên gia. Sự hợp tác của Khánh Vân và chuyên gia là món quà đặc biệt cho fan sắc đẹp Việt Nam. Bên cạnh đó góp phần quảng bá nét đẹp và tài năng của con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.